Hello, xin chào các bạn nhé. Hiện nay tôi đang đứng ở tại thôn Tán Khâu, xã Phú Nam. Ở bên cạnh tôi đây thì có một cái đồi cây trò chỉ rất là cổ thụ các bạn ạ. Đấy, đồi cây trò chỉ này thì đã được tôi giới thiệu một lần vào cái dịp cách đây khoảng một năm rồi các bạn ạ. Đấy, đồi cây trò chỉ này rất là đẹp nhé các bạn nhé. Và đồi cây này thì rất là cổ thụ nhé các bạn nhé. Đấy, đã có từ rất lâu đời rồi. Đấy, những cái cây này nó vào khoảng vài trăm năm rồi các bạn ạ. Đấy. Cây trò chỉ thì nó rất là thẳng và cao các bạn ạ. Đấy. Đấy, đã. Cây này trong những năm gần đây đã được công nhận là cây di sản thuộc vào dòng quý hiếm các bạn ạ. Đấy. Rồi cây này rất là to và cao luôn. Đấy. Với video hôm nay thì tôi sẽ thử đo trực tiếp bằng con Freecam kia xem cái cây này nó cao bao nhiêu mét nha các bạn nhé. Thực ra là trước tôi cũng có mấy video về cái cây này rồi, nhưng mà tôi chỉ đoán ước chừng nó vào khoảng 4 đến 50 mét. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ làm một video thực tế dùng Freecam, tôi sẽ đo cái kích chiều cao nha các bạn nhé. Tôi sẽ đo chiều cao xem cái cây này nó cao bao nhiêu mét và nó ở trên ngọn nó có những cái gì nhá. Bây giờ tôi sẽ cho con Freecam của tôi bay. Các bạn cùng theo dõi nhé. Rồi, như vậy là máy bay của tôi đã chuẩn bị xuất phát với mức là 1m06. Đấy. Bây giờ sẽ đi lên trên xem đến trên ngọn nó là bao nhiêu mét. Wow, 43 rồi, sắp 50 rồi. Wow, 60 vẫn chưa hết. Wow, vẫn chưa hết các bạn ạ. 67 là ngang với lại camera này. Đấy, có lẽ là lên trên một chút nữa thì mới hết ngọn nó. Như vậy là cái cây này nó vào khoảng 70 mét các bạn ạ. Đấy. Đấy, tôi vừa quay màn hình cho các bạn xem đấy. Đấy, đi từ dưới lên thì nó vào khoảng 67 mét các bạn ạ. Tính ra là tầm 67 mét chiều cao, cứ cho nó là 70 mét thì cho nó cao một chút nhỉ các bạn nhỉ. Rồi, đấy, như vậy là cây này nó cao tầm 70 mét nha các bạn nhé. Rất là cao luôn. Bây giờ mời các bạn quan sát xung quanh cái cây này và bản làng này nhá các bạn nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, đồi cây nhìn hoành tráng không? Rất đẹp, rất cao. Đấy, bay tít ra xa đây rồi mà vẫn còn chưa nhìn thấy gốc này. Đấy. Tôi hiện nay là Freecam cách tôi khoảng tầm 300 mét các bạn ạ. Đấy, mới nhìn thấy được toàn cảnh về cái cây này. Bởi vì chiều cao của cây này nó đã gần 100 mét rồi. Đấy. Bản làng này đẹp lắm các bạn ạ. Rất tiếc là thời gian lúa chín tôi không có máy để quay. Không có máy để bay để quay cái cánh đồng lúa chín ở nơi đây. Cái cánh đồng này rất là đẹp các bạn ạ. Nó nhìn như những cái vân tay của trời ấy. Nhìn rất là đẹp này. Các bạn nhìn các cái thửa ruộng bên cạnh cái đồi cây này có đẹp không? Đó, rất là đẹp nha các bạn nha. Rồi, mời các bạn du ngoạn cùng Freecam tham quan cái cánh đồng này cũng như là cái đồi cây này nha các bạn nha. Mời các bạn cùng theo dõi nha.
các bạn ạ. Tôi vừa mới thử dùng con Flycam của tôi bay thử đo độ cao của cây này. Thì chính xác là cao 67 mét các bạn nhé. 67 mét cây này. Đấy. Có chiều cao 67 mét. Và cái bán kính của cái thân của nó ấy, thì trung bình mỗi cây là hơn mét nhé các bạn nhé. Hơn 1 mét các bạn ạ. Đây. Rộng lắm. Nếu mà tính ở gốc ấy thì nó phải vào 3-4 mét các bạn ạ. Đấy. Cây rất là to luôn này. Đây. Cây này nó nếu mà tính ở gốc nó phải vào 3-4 mét. Còn ở trên này thì nó phải vào 1,5 mét các bạn ạ. Cây này là cây to. Tương đối là nhất. Nói chung là bảo nhất thì chả biết. Bên này có mấy cây to các bạn ạ. Đây có mấy cây to. Đây thì có rất nhiều mộ các bạn ạ. Đây là đồi mộ, do vậy là những cái cây này mới được giữ đến bây giờ nhé các bạn nhé. Một phần là lý do là đồi mộ, và thứ hai nữa là cây này giờ đã thuộc vào cây di sản quốc gia rồi, do vậy là không được chặt các bạn ạ. Đấy. Các cây to và rất là thẳng luôn các bạn ạ. Đấy, thẳng, đúng trò chỉ luôn. Trò chỉ thẳng tắp. Thẳng tắp như cây trò chỉ các bạn ạ. Đây, đây có rất nhiều cây to. Đợt trước tôi đã đếm rồi. Ở đây nó có vào hơn 20 cây các bạn. Đấy, bạn nhìn xem. Cây nó thẳng lắm. Thẳng tắp luôn này. Đấy. Bạn thấy thẳng không ạ? Đấy, nhưng cây này thẳng tắp như thước kẻ luôn nhá. Quá thẳng luôn. Đấy, các bạn thấy thẳng không? Thẳng tắp như kẻ chỉ. Đấy mới là cây trò chỉ các bạn ạ. Đấy. Tất cả đồi cây đây đều cây nào cũng thẳng nhé các bạn nhé. Thỉnh thoảng có cây nó có cái nhánh ra thì nó hơi cong cong thôi, chứ còn thân nó thẳng tắp luôn các bạn ạ. Đấy. Nhìn rất là đẹp luôn. Các bạn thấy đồi cây này có hoành tráng không ạ? Quá hoành tráng luôn nhỉ? Quá đẹp. Đúng là nằm trong di sản. Quá xứng đáng luôn. Đấy. Bây giờ lấy đâu ra những cái đồi cây mà nó có nhiều cây to và thẳng như thế này đúng không ạ? Rất hiếm. Có cây thì nó chỉ ở đơn độc thôi các bạn ạ. Tất nhiên ở nước Việt Nam chúng ta thì vẫn còn nhiều cây trò chỉ, nhưng mà nó không thể có một cái đồi thành một cái nhóm như là gọi là quần thể cây trò chỉ như này được các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy đẹp không? Rất là đẹp. Ở đây thì quan sát thì có đâu đâu cũng thấy có mộ nhá các bạn nhé. Có nhiều mộ lắm. Đây một cái trong kia, kia có một cái mới kìa. Kia có một cái mới các bạn. Đây là có một cái mộ mới này. Đây, như đây cũng một cái này. Đây có một cái. Cái này là khá là mới các bạn nhé. Mộ này còn mới này các bạn ạ. Đấy, yên nghỉ dưới gốc cây trò chỉ. Ui, dưới kia lại có một cái nữa các bạn ạ. Ôi, cái kia mới là mới à? Cái mới hay là người ta cúng hay sao ấy các bạn ạ? Như cái này là cúng để sửa lại mộ thôi các bạn ạ. Có lẽ tôi đi ra rồi. Toàn mộ, ngại lắm. Nhỡ tí dẫm lên mộ, dẫm nhầm lên mộ chết các bạn ạ. Sợ lắm, toàn mộ. Đây là theo tôi được biết là đây là mộ của một cái dòng họ người dân bản địa ở đây các bạn ạ. Người ta đã sống ở đây rất lâu rồi, do vậy là người ta đã chôn ở đây và để giữ mấy cái cây này này. Đấy. Nếu mà không có mộ chắc là bị chặt hết rồi các bạn. Nếu mà đồi này mà không có mộ ở đây thì bị chặt lâu rồi các bạn ạ. Đây. Đây chính là cái bia cây di sản Việt Nam nha các bạn nhé. Đây là cây di sản. Xem nào.
Ai công nhận nhỉ? Đây là Việt Nam thôi, Việt Nam công nhận rồi, chứ không phải UNESCO các bạn ạ. Đây nha, đồi cây di sản Việt Nam. Cụm 9 cây trò chỉ. Thôn Tấn Khâu, xã Phú Nam, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Đấy. Tiếng Anh thì tôi không biết đọc đấy các bạn. Các bạn thấy đồi cây đẹp không? Quá là thẳng. Đấy. Đồi cây rất là to và thẳng luôn. Rồi, có lẽ tôi xin phép kết thúc video tại đây thôi. Và các bạn nếu mà muốn khám phá đồi cây trò chỉ này thì đến tại thôn Tấn Khâu, xã Phú Nam nhé, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang nhé các bạn nhé, để chiêm ngưỡng cái chiều cao cũng như là cái độ thẳng của cái cây này nha các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn đấy, hoành tráng luôn. Ở xa thì chúng ta nhìn thấy nó rất là bé thôi, nhưng mà đến gần chúng ta thấy nó rất là to luôn đấy, to kinh khủng luôn. Đấy, rất là đẹp. Rồi. Bạn nào thấy video của tôi hay thì like, share, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký kênh để ủng hộ tôi khám phá nhiều vùng đất mới và nhiều cái nơi đẹp hơn nữa nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Rồi, xin chào các bạn nhé, mình đi về đây. Tôi quay một chút con đường đi về cho các bạn xem. Con đường dọc theo ven đường này có các ngôi nhà sàn rất là đẹp nhé các bạn nhé.